Đời rất đẹp và chuyện kể về người phụ nữ bán đất để nuôi trăm cụ già vô gia cư. Người thân của mình trên tay anh thì anh cầm một cái hộp cơm với bịch nước mắm là chia ra hai vợ chồng ăn để dành tiền lo cho con. Trong lòng mình cứ miên man suy nghĩ mình nấu cơm để ủng hộ cho bệnh viện huyện nhà của mình. Nặng nề với những mảnh đời bất hạnh và khi những tấm chân tình được lan tỏa. Cỡ khoảng 7 năm nay thì có người tiếp sức với mình, thành ra tôi mới chăm được nhiều người. 82 người mà trong đó 46 người liệt nằm một chỗ, còn lại là lẫn và thần kinh. Đừng bỏ lỡ câu chuyện đầy tình người của cô Nguyễn Thị Hồng trong chương trình Đời Rất Đẹp, phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ Bảy, ngày 7 tháng 10 năm 2023 trên VTV9.